Sau scandal giật chồng, Linh Chi tuyên bố cạch mặt những người gọi mình là nấm độc Linh Chi. Đối với những thắc mắc trước cách hành xử của Linh Chi về cuộc tình sai trái giữa cô và Lâm Vinh Hải, Linh Chi rất nhanh tay xóa các câu hỏi mà bản thân cô thấy bị xúc phạm hoặc khó trả lời. Giữa tâm bão scandal bị tố là kẻ thứ ba phá vỡ gia đình Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu, người mẫu Linh Chi vẫn tất bật với công việc và không e ngại đối mặt với dư luận để chứng minh mình vô tội trong cuộc tình 11 năm tan vỡ của Hải và Châu. Mới đây, Linh Chi đã lên sóng trực tiếp trả lời mọi thắc mắc về câu chuyện tình yêu đang khiến cô rơi vào vòng xoáy thị phi. Trước khi bắt đầu trả lời, Linh Chi tuyên bố: "Bây giờ ai kêu Chi là nấm độc Linh Chi, Chi sẽ cầm điện thoại và lóc ngay tại chỗ. Ai chửi cứ chửi, Chi không quan tâm." Để khẳng định quan điểm, Linh Chi yêu cầu một người bạn ngồi cạnh canh chừng kỹ lưỡng bất kỳ có câu hỏi hoặc nhận xét nào mất dạy. Theo cách gọi của Linh Chi, xuất hiện trong thời gian cô livestream đều được chân dài này yêu cầu xóa nick. Bạn gái dancer Lâm Vinh Hải cũng đồng thời từ chối trả lời những gì liên quan tới người tình. Ai muốn hỏi anh Lâm Vinh Hải thì qua Facebook của anh ấy, còn bên này là của mình. Trong 23 phút lên sóng trực tiếp, có tới hàng trăm câu hỏi thẳng mặt dành cho Linh Chi, hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ. Quá nhiều thắc mắc trước cách hành xử của Linh Chi về cuộc tình được cho là sai trái giữa cô và Lâm Vinh Hải. Tuy nhiên, vẫn giữ đúng quan điểm và tuyên ngôn trước đó, Linh Chi rất nhanh tay xóa các câu hỏi mà bản thân cô thấy bị xúc phạm hoặc khó trả lời. Thậm chí câu hỏi nào hiện lên màn hình nếu dính chỉ một từ khóa nhạy cảm cũng không có cơ hội ở lại bởi chủ nhân Facebook Linh Chi đã xóa trong nháy mắt. Bù lại với những lời chúc cho mối tình đẹp hoặc lời khen ngợi nhan sắc đang thời kỳ rực rỡ, người mẫu sinh năm 1990 cũng rất nhanh gửi lời cảm ơn đi kèm các biểu cảm nhí nhảnh dễ thương. Cũng từng đó thời gian livestream, chương dài này dành chủ yếu phần chia sẻ cho các tiết mục liên quan tới làm đẹp, thời trang, cùng các cách thức làm thế nào để diễn show deep dưới ánh sáng máy ảnh tốt nhất. Chỉ một lần trong số hàng trăm câu hỏi gửi đến, Linh Chi tỏ ra mình là người thẳng thắn khi nhận được câu hỏi. Sao Chi có thể thoải mái như vậy khi đang bị dư luận ném đá vì giật chồng? Trong trạng thái tương tự, chân dài đáp trả: "Giật chồng, bây giờ Chi sẽ đeo cái tai thỏ, thoải mái vui vẻ lên, bởi cuộc sống của mình không ai sống thay nên không nhất thiết phải giải thích cho thiên hạ bất cứ việc gì mình làm. Mọi người đã ghét thì dù có nói gì người ta cũng ghét mình thôi, đúng sai thế nào cứ để thời gian trả lời." Kết thúc cuộc giao lưu trực tuyến, những người theo dõi ai nấy đều ngỡ ngàng khi chân dài Linh Chi chốt hạ: "Mọi người chửi cứ chửi, công việc mình đi làm thì vẫn làm, tiền vẫn cứ vào đều đều." Những ngày qua, câu chuyện tình ồn ào của Linh Chi và Lâm Vinh Hải, người đàn ông từng có mối tình 11 năm với bạn thân, cũng là vợ và kiêm thêm người quản lý. Scandal tình ái bắt đầu khi Lâm Vinh Hải, Linh Chi công khai với truyền thông chuyện hẹn hò. Theo đó, khi Lâm Vinh Hải tiết lộ tôi và Linh Chi đang trong quá trình tìm hiểu, chân dài làng mẫu cũng vui vẻ thừa nhận chúng tôi quen biết nhau được mấy tháng và chính thức yêu nhau khoảng hơn một tháng gần đây. Trước đây đi phim chung nhiều, đoàn phim hay tổ chức gặp gỡ gặp nhau nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm. Sau lời công khai yêu đương của dancer họ Lâm và người mẫu, vợ cũ Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đã lên tiếng cho biết Linh Chi là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của mình. Cùng với đó, vợ cũ Lâm Vinh Hải khẳng định thông tin người chồng từng 11 năm cô cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi và bạn gái xác nhận mới yêu nhau một tháng là lời dối trá. "Tôi có đủ bằng chứng về mối quan hệ của Chi và Hải bắt đầu khi tôi và Hải vẫn là vợ chồng, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi và Hải ly hôn. Cho đến giây phút này, Hải vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của gia đình và một người cha như Hải nói. Linh Chi là người hoàn toàn biết rõ sự việc này, và Linh Chi đã có mối quan hệ với Hải ngay trong lúc tham gia phim Găng Tay Đỏ, chứ không phải không biết gì và mới bắt đầu được một tháng." Lý Minh Châu bức xúc cho biết, trước những lời bóc phốt của vợ cũ, dancer họ Lâm đã lên tiếng phủ nhận, kèm theo tuyên bố anh sẵn sàng chịu trận thay tình mới. "Khi chỉ trích tôi, các bạn có biết toàn bộ câu chuyện như thế nào không mà vội vàng lên tiếng và đánh giá một con người. Còn vấn đề ly dị của tôi và Châu, tôi hoàn toàn có thể khẳng định không liên quan gì đến người thứ ba như Châu nói. Nếu có thể lãnh đòn dư luận thay Chi, tôi sẽ chịu trận", Lâm Vinh Hải nói. Trong khi bạn trai ra sức bảo vệ mình, Linh Chi cũng thản nhiên đáp trả dư luận: "Hết duyên hết nợ, có cưỡng cầu cũng vô ích. Giữa bão scandal, gà cưng của ông bầu chân dài khắc tiệp tự động viên mình. Im lặng là thứ ngôn ngữ bạn phải học cho trái tim, học trong cô đơn và học trong nhẫn nại. Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả, vì mắt chỉ nhìn thấy những gì bộ não muốn thấy mà thôi."
Bật khóc với phận đời buồn tủi và nghị lực nơi xứ người của bé Xuân Mai, tôi chấp nhận hiện thật vì... Lang thang trên mạng, em có đọc được cái tin là bé Xuân Mai đã mang bầu lần hai. Hay tin này em vừa thấy mừng vừa thấy thương cho em ấy các chị ạ. À, hồi đó em thích nghe bé Xuân Mai hát lắm. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ cái giọng vang vang và chút ngọng nghịu của em ấy khi hát bài Con Cò Bé Bé. Hồi em ấy mới 2-3 tuổi. Giờ em ấy đã lớn rồi, đã trở thành một người phụ nữ của gia đình. Dù cái danh tiếng ngày đó đã tàn, nhìn em có cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay cũng thấy an ủi phần nào. Nhìn lại thấy bé Xuân Mai đã chịu khổ quá nhiều rồi, cuộc đời của em ấy nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, lòng đong lận đận đến mức khiến cho người ta xót lòng. Tuổi thơ bị đánh cắp, buồn tủi nơi xứ người. Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh bé Xuân Mai thở hát Con Cò Bé Bé vẫn còn vẹn nguyên, vì hình ảnh của em ngày đó quá đẹp. Có lẽ không ngoa khi nói em của thuở đó đã trở thành một biểu tượng, một huyền thoại tuổi thơ. Không có đứa trẻ nào vào những năm cuối thập niên 90 là chưa từng nghe em hát cả. Ngày ấy nhà nào có trẻ con thì chắc hẳn nhà ấy có đĩa Con Cò Bé Bé. Xuân Mai nổi tiếng đến mức trở thành thần tượng ngôi sao nhí, không chỉ của trẻ em mà còn cả người lớn nữa. Có lẽ vì thế mà tuổi thơ của em không được trọn vẹn. Tài năng của em đã giúp em kiếm được tiền ngay từ thuở lên hai. Và cứ thế con đường em đi đã được những người lớn định sẵn, em cứ miệt mài ca hát. Hết show này đến show khác, khắp trong Nam ngoài Bắc, quay hình rồi thu âm, bận rộn với những buổi tập luyện không nghỉ ngơi. Xuân Mai không có một tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác. Em là một ngôi sao đứng dưới ánh đèn sân khấu, và sự rực rỡ của ánh đèn đó về sau lại trở thành nỗi buồn, một sự tiếc nuối trong em. Xuân Mai là con gái của nhạc sĩ Tuấn Cảnh, mẹ của em là một Việt Kiều Mỹ quê gốc ở Tiền Giang. Trong một chuyến về nước làm bộ đĩa karaoke, mẹ em đã gặp cha em, nhạc sĩ Tuấn Cảnh qua lời giới thiệu của một người bạn. Và một người phụ nữ trải qua một lần đò gian dở như mẹ em đã phải phải lòng anh nhạc sĩ nghèo đẹp trai và lãng tử. Họ nhanh chóng kết hôn và cùng nhau mở một phòng thu trên đường Trần Bình Trọng. Một người bạn của gia đình từng bảo rằng không biết tình yêu đó có thực sự xuất phát từ chân tâm hay không. Người ta chỉ biết là sau đó cha của em đã chạy theo một người phụ nữ khác. Còn mẹ của Xuân Mai khi ấy dắt theo em cùng em trai rời khỏi quê hương, bắt đầu một cuộc sống cay đắng nơi xứ người, năm ấy Xuân Mai tròn 9 tuổi. Cuộc sống ở Mỹ của mẹ con Xuân Mai không hề sung túc như nhiều người vẫn nghĩ. Mẹ em đã rất vất vả để chăm lo cho hai chị em. Ngày ngày đầu tắt mặt tối đứng bán thuê cho một tiệm băng đĩa ở một góc chợ của cộng đồng người Việt ở Cali. Tuổi thơ buồn của Xuân Mai khép lại với những ngày tháng lặng lẽ nơi xứ người. Không có bóng dáng người cha bên cạnh, không còn hào quang cũng chẳng có lời ca tụng. Lần trở về không được đón nhận và lựa chọn của Xuân Mai. Những ngày sống trên đất Mỹ, chưa bao giờ niềm khát khao được đứng trên sân khấu một lần nữa nguôi ngoai trong em. Năm 14 tuổi, Xuân Mai cùng mẹ trở về Việt Nam. Em muốn một lần nữa được hát trước hàng nghìn khán giả, được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng lần trở về này là một sự bẻ bàng. Công chúng không thể chấp nhận một Xuân Mai ở tuổi 14. Họ không đón nhận em vì không thể quên và cũng không muốn xóa bỏ hình ảnh bé Xuân Mai 2 tuổi trong lòng họ. Nhiều người thậm chí còn bảo em là Xuân Mai giả, thất vọng khi thấy em không còn giống như ngày xưa nữa, thậm chí chê bai em đủ điều, nào là em già trước tuổi, nào là em quá mỹ, ăn mặc hở hang, những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng em. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng việc em lặng lẽ quay lại Mỹ cho thấy em buồn và thất vọng đến chừng nào. Sau Xuân Mai là một cô bé chín chắn và hiểu chuyện hơn bất kỳ một cô bé đồng trang lứa nào. Những ngày nhọc nhằn nơi xứ người cùng mẹ đã dạy cho em biết chấp nhận cuộc sống và biết đủ với cuộc sống ấy. Không hề quay lại với ánh hào quang sân khấu, em bằng lòng với cuộc đời giản dị của một cô gái bình thường, đi học và làm việc để trang trải cho gia đình. Mẹ em hiện giờ không còn lao động nữa vì bệnh tật. Xuân Mai phải bươn chải vì là trụ cột chính trong nhà. Em còn thay mẹ trả tiền học phí cho em trai. Rồi Xuân Mai kết hôn và sinh con, chồng em cũng là một người đàn ông bình dị. Như bao người phụ nữ khác, Xuân Mai cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Khi nghe em nói, tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn, mỗi người không thể tham lam và muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được. Người ta mới hiểu tại sao em không kiên trì với sự nghiệp ca hát, mà chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Dẫu biết thế, song câu nói này của em vẫn khiến người ta thấy chạnh lòng. Rồi lại nghĩ biết đâu vậy mà em lại hạnh phúc với một cô gái có số phận long đong như em. Sự bình yên và ấm áp của gia đình có lẽ sẽ mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.